thu hút sự giàu có thịnh vượng bằng bài thiền biết ơn tiền vô cùng hiệu quả. Bạn thân mến, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người dường như luôn thu hút tiền bạc một cách dễ dàng, trong khi những người khác lại luôn cảm thấy thiếu thốn? Bí quyết nằm ở chính thái độ của chúng ta đối với cuộc sống và tiền bạc. Hôm nay, tôi muốn mời bạn cùng khám phá một công cụ vô cùng mạnh mẽ để thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền bạc: thiền biết ơn. Lòng biết ơn không chỉ đơn thuần là một cảm xúc mà còn là một năng lượng mạnh mẽ có khả năng thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta biết ơn những gì mình đang có, vũ trụ sẽ đáp lại bằng cách mang đến cho chúng ta nhiều hơn nữa. Hãy tưởng tượng lòng biết ơn như một chiếc nam châm thu hút tiền bạc. Khi bạn càng tập trung vào việc biết ơn, lực hút đó càng mạnh mẽ, kéo những cơ hội tài chính đến với bạn một cách tự nhiên. Vậy làm thế nào để thực hành thiền biết ơn hiệu quả? Hãy tìm một không gian yên tĩnh, ngồi thoải mái và tập trung vào hơi thở của bạn. Sau đó hãy dành một vài phút để liệt kê những điều bạn biết ơn trong cuộc sống. Đó có thể là sức khỏe, gia đình, bạn bè, công việc, những trải nghiệm thú vị hay đơn giản chỉ là một bữa ăn ngon. Khi bạn tập trung vào những điều tích cực, bạn đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến vũ trụ: tôi biết ơn những gì đang có và tôi sẵn sàng đón nhận nhiều hơn nữa. Tiền bạc chỉ là một phần của bức tranh cuộc sống. Khi chúng ta biết ơn những gì mình đang có, cánh cửa dẫn đến sự giàu có đích thực sẽ tự nhiên mở ra. Bây giờ, bạn hãy thả lỏng trong không gian yên tĩnh và bắt đầu hành trình khám phá kho tàng vô tận bên trong cùng tôi nhé. Chúng ta cùng bắt đầu. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày, tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình. Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng.
tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ, thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình. Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình.
tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ, thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc
sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản, mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày, tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình. Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ, thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng.
Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình. Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ,
thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có, thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày, tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình. Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi
từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ, thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có, thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản,
mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày, tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình. Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ, thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng
Tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình. Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ, thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.
tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình. Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng
khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ, thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tiền bạc đang tìm đường đến với tôi. Tiền không chỉ là những con số trong tài khoản mà còn là năng lượng, là sự tự do và là công cụ để tạo ra cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi tin rằng vũ trụ vô cùng phong phú và luôn sẵn sàng ban tặng cho tôi mọi thứ tôi cần. Mỗi ngày, tôi đều cảm nhận được dòng chảy của sự giàu có đang đổ về phía mình.
Tôi biết ơn từng đồng tiền đến với tôi, dù lớn hay nhỏ. Tôi biết ơn về mọi khoản thu nhập và cơ hội đến trong cuộc đời. Tôi luôn tạo ra giá trị và nhận lại giá trị thông qua tiền bạc. Tôi trân trọng những cơ hội kiếm tiền và luôn tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Tôi thả lỏng và tin tưởng rằng vận may tài chính sẽ đến với tôi. Tiền bạc là một công cụ để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi biết ơn về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính của mình. Tôi xây dựng mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Tiền bạc đang đến với tôi từ nhiều nguồn khác nhau và theo nhiều hình thức. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc sử dụng tiền một cách hiệu quả. Tôi đầu tư vào bản thân, vào những trải nghiệm mới và vào những dự án mang lại ý nghĩa. Tôi biết rằng khi tôi sử dụng tiền một cách khôn ngoan, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Tôi tạo ra một mối quan hệ hài hòa với tiền bạc. Tôi không sợ hãi nó và cũng không quá tham lam với nó. Tôi xem tiền bạc như một người bạn đồng hành, giúp tôi thực hiện những ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi thể hiện lòng biết ơn với những gì tôi đã có và đang nhận được trong cuộc sống. Tôi sử dụng tiền bạc một cách thông minh để đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tôi đang trở thành một triệu phú và chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Tôi tin rằng sự giàu có không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần. Khi tôi cảm thấy giàu có về tình yêu, sức khỏe và các mối quan hệ thì tiền bạc cũng tự nhiên tìm đến tôi. Tôi đang trở thành một nam châm thu hút tiền bạc. Tôi tin rằng vũ trụ luôn đáp ứng những mong muốn của tôi. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tôi mở lòng đón nhận sự giàu có một cách tự nhiên và tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng sự giàu có sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác và tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tiền bạc là một phần của dòng năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi mở lòng và chấp nhận sự giàu có thịnh vượng vào cuộc sống của mình. Tôi cho phép tiền bạc dẫn dắt tôi đến với những cơ hội mới và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng làm giàu của bản thân. Tôi tin rằng tôi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Tôi không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn tập trung vào việc tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Tôi là nguồn gốc của sự giàu có và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng vũ trụ đang làm việc để đem đến cho tôi những cơ hội tài chính tốt nhất. Tôi biết ơn về khả năng tạo ra thu nhập từ sự sáng tạo và công việc của mình. Tôi biết rằng tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi sử dụng tiền để đầu tư vào bản thân, vào các mối quan hệ và vào những dự án mà tôi đam mê. Tôi tin rằng khi tôi sử dụng tiền một cách có ý nghĩa, nó sẽ sinh sôi nảy nở và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.
Tôi là một triệu phú và tôi đang thể hiện điều đó thông qua mọi hành động của mình. Tôi luôn nhìn nhận sự tích cực từ mọi khía cạnh của tài chính và cuộc sống. Tôi chia sẻ sự giàu có của mình với những người xung quanh. Tôi tin rằng khi chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nữa. Tôi đóng góp cho cộng đồng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi thấu hiểu rằng lòng biết ơn và tích cực về tiền bạc sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội tài chính đến với tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm một khoảnh khắc yên bình, tìm thấy sự kết nối tinh thần giữa lòng biết ơn và sức mạnh tạo hóa. Hãy nhớ rằng, sự giàu có không chỉ đến từ số tiền trong tài khoản ngân hàng, mà còn từ sự biết ơn với những gì chúng ta đã có và đang nhận được. Khi chúng ta tập trung vào sự thịnh vượng và tích cực, vũ trụ sẽ phản hồi theo cách mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng.